Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 12 con giáp. Xem tử vi hôm nay, người tuổi Tuất được thiên tài che chở nên thứ tư này không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Bản mệnh biết thế mạnh của mình nằm ở đâu nên phát huy hết sức mình, không để cơ hội vượt qua. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Xem bói tử vi, người tuổi Tý có chính ấn soi đường chỉ lối nên khả năng thăng tiến trong ngày hôm nay là rất lớn. Bản mệnh gây ấn tượng tốt với cấp trên về khả năng làm việc và lãnh đạo của mình. Những thành quả bạn vừa gặt hái được sẽ trở thành bước đệm để tuổi Tý giành được vị trí mình mong muốn. Con giáp này không hề nào đứng trước khó khăn mà luôn tự tin vào bản thân mình. Thủy khí vượng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe tuổi Tý đang không được tốt cho lắm. Bản mệnh nên chú ý luyện tập thể dục thể thao nhiều hơn, thời tiết lạnh dễ gây ra bệnh theo mùa lắm đấy. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, công danh ngày càng thăng tiến. Tử vi tuổi Bình Tý, thủy, được quý nhân che chở. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, sức khỏe đi xuống. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, đừng tự làm khó mình. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày 28 tháng 11 năm 2018, người tuổi Sửu được lục hợp quý nhân che chở nên vận trình thứ tư này cực kỳ hành thông thuận lợi. Tình cảm vợ chồng ngày càng son sắt, đôi bên cùng chung sức cho hôn nhân hạnh phúc. Với các cặp đôi đang yêu, tiết trời giá lạnh thôi thúc hai người quyết định về chung một nhà. Hôm nay là ngày trực trừ, tốt cho mọi việc. Nếu đã suy nghĩ kỹ thì hãy thử ướm lời giới thiệu cho cha mẹ xem sao. Chính tài đảm bảo cho nguồn thu chính vững vàng cho con giáp này hôm nay. Tuổi Sửu biết căn cơ tính toán chi tiêu, nên dù thu nhập hôm nay chủ yếu từ công việc chính cũng không làm khó con giáp này. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, tình yêu khởi sắc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, dễ tìm được người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, tiền bạc không phải lo toan. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, đường tình duyên may mắn. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, tài vận thăng tiến. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Theo tử vi hàng ngày, tỷ kiên nhập cục cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy tới trong đường tài lộc. Cứng đầu, bướng bỉnh, chỉ làm theo ý mình, tuổi Dần có thể đánh mất vận may về tiền bạc. Không phải lúc nào, những chuyện chúng ta mong muốn cũng đều trở thành sự thực. Thứ tư này, tài thần ở hướng Đông Nam. Nếu như bản mệnh đã suy nghĩ thông suốt mọi việc, thì nên thử sức mình tìm thêm lần nữa. Thủy dưỡng cho mộc, tình cảm chớm nở nhanh chóng thành tình yêu. Đừng quá coi trọng chuyện thời gian nhanh hay chậm, tình cảm chân thành thì không có thước đo nào cụ thể đâu. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, phải hiểu rõ bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, đừng quá cố chấp. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, tình yêu nhanh chóng kết hoa kết trái. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, dễ mất tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, tùy tiện chi tiêu. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Theo dõi tử vi thứ tư của 12 con giáp, người tuổi Mão dễ gặp phải điều xui xẻo do cục diện Mão Tý tương hình ngáng trở. Con giáp này nên thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Tùy tiện phát ngôn thì quả đúng là họa từ miệng mà ra. Kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi sẽ chẳng bỏ qua cho bạn đâu. Trong ngày nhớ hạn chế tiếp xúc với người tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Thân nhé. Kiếp tài đe dọa đến túi tiền của tuổi Mão, bản mệnh thiếu sự chỉn chu tính toán trong chi tiêu. Dù tiền kiếm được không ít nhưng lại tiêu xài hoang phí nên chẳng giữ nổi trong tay. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, xui xẻo vùi dập. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, cẩn thận lời nói. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, đề phòng tai họa. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, không có nhiều tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, nên có kế hoạch chi tiêu. Con số may mắn
2, 9. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Theo lịch vạn niên, tam hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng lộc đào hoa, đi đâu cũng có kẻ yêu người mến, là cơ hội tốt để người độc thân thoát kiếp cô đơn, tìm được hạnh phúc bền lâu cho mình. Con giáp này cần rất nhiều thời gian cho gia đình, có nhiều chuyện không thể nói trước được, nhưng ít nhất hãy sống tốt ở hiện tại, đừng để đến lúc có chuyện xảy ra rồi mới tiếc nuối thì cũng muộn màng. Thiên tài báo tin vui, dù con giáp này tìm thêm được hy vọng, các khoản thu nhập phụ tăng lên, con giáp này chăm chỉ làm việc nên cuối cùng cũng được hưởng thành quả do mình làm ra. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, thờ ơ vô tâm quá mức. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, bi kịch chính mình gây nên. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, tiền bạc không phải lo nghĩ. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, tình duyên không như ý. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ. Bản mệnh biết cách kiếm tiền, người ngoài nhìn vào chỉ thấy bạn có duyên buôn bán, có lộc trời cho chứ chẳng hề biết rằng tất cả không chỉ là may mắn. Thủy hỏa xung khắc dẫn đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình, dù đã cố gắng nhún nhường nhưng bạn không thể chắc chắn rằng mọi chuyện đều đi theo hướng mình muốn, những vấn đề vẫn liên tục nảy sinh. Hôm nay là ngày trực trừ, tốt cho mọi việc, đừng quá lo lắng nếu có những điều bạn mong muốn không trở thành sự thực, có thể chúng ta cần thêm thời gian để có được nó, chẳng có thành công nào đến dễ dàng đâu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, làm ăn phát đạt. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, mâu thuẫn tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, cần phải nhún nhường. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, nên học cách chia sẻ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, đừng chỉ cho mình là đúng. Con số may mắn 6, 9. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Tí Ngọ tương xung. Xem tử vi ngày 28 tháng 11 năm 2018, người tuổi Ngọ nhân duyên khác giới tốt, có đào hoa chiếu mệnh, nhưng bản mệnh lại chưa thực sự trân trọng hạnh phúc nên có lẽ sẽ phải chia tay tình duyên chớm nở. Thương quan cảnh báo những sai lầm mà bản mệnh mắc phải trong công việc hôm nay có thể sẽ trở thành những viên gạch lớn ngăn cản bước tiến của tuổi Ngọ trong tương lai. Bản mệnh nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Trong ngày thứ tư này, tuổi Ngọ chớ nên gây chuyện với người tuổi Canh Dần, Canh Thân, bởi có thể rắc rối đang chờ đợi bạn đấy. Chẳng ai muốn tự dưng lại phải đi giải quyết rắc rối đâu. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, tình duyên rồi cũng đến. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, công việc gặp trục trặc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, tinh thần không ổn định. Con số may mắn 5, 8. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: cam, hồng. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, hung cát đan xen, mùi tí tương hại. Người tuổi Mùi cần chú ý hơn đến các mối quan hệ xung quanh mình, kẻo bị tiểu nhân hãm hại lúc nào không hay. Con giáp này có phần tính người thái quá, chính tài trợ lực, sau những biến động trong công việc thì bản mệnh may mắn vẫn giữ được vị trí của mình, bảo đảm nguồn thu ổn định, không cần lo lắng về chi tiêu. Hôm nay tài thần ở hướng đông nam, mệnh chủ nếu có ý định cầu tài, khai trương hay mở cửa hàng kinh doanh thì nên chú ý điểm này, có thờ có thiêng có kiêng có lành, các cụ xưa đã dạy như vậy rồi. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, cả tin thì hại mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, có thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, cần phải học cách nhìn người. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, đừng để cho mình có điểm yếu. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, có nhiều vấn đề cần giải quyết. Con số may mắn 1, 9. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cam. Quý nhân phù trợ: người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân,
Xem tử vi ngày 28 tháng 11 năm 2018, người tuổi Thân có những suy nghĩ riêng của mình. Chuyện tình cảm tuy không phải lúc nào cũng như ý muốn, nhưng bạn hạnh phúc với những gì mình đang có. Có điều, công việc của tuổi Thân đang vấp phải nhiều trở ngại từ mọi phía, mà nổi bật nhất là những hiểm họa khôn lường do kẻ tiểu nhân gây ra. Thiên quan cảnh báo bản mệnh phải cẩn trọng trong từng hành động của mình. Trong ngày thứ tư này, bản mệnh nên thận trọng với người tuổi Mậu Ngọ, Canh Dần và Nhâm Ngọ. Đừng vì một phút đắc ý mà khiến cho kẻ tiểu nhân nổi giận, phần thiệt sẽ chỉ về mình mà thôi. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, không thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, dễ bị hãm hại. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, cần đề phòng tiểu nhân. Con số may mắn 4, 8. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi 2018 tiết lộ rằng cục diện tương phá đang cản trở tuổi Dậu rất nhiều. Con giáp này cẩn trọng trong chuyện làm ăn hôm nay bởi những thành công của bạn khiến cho nhiều kẻ đỏ mắt ghen tị, muốn tìm cớ phá hoại đấy. Chính quan cho thấy những tín hiệu đáng mừng trên con đường công danh của tuổi Dậu. Dù có nguy cơ phá tài, nhưng bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai, nhất là khi được cấp trên để mắt tới. Hôm nay là ngày trực trừ, tốt mọi việc. Nếu có kế hoạch ấp ủ từ lâu, nay gặp thời cơ chín muồi thì hãy mạnh dạn tiến hành. Khó tránh khỏi những khó khăn ban đầu, nhưng rồi tất cả cũng suôn sẻ cả thôi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, dễ bị phá đám. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, cần phải nỗ lực hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, có mục tiêu rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, thận trọng là trên hết. Con số may mắn 6, 7. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường bạc, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất được thiên tài che chở nên thứ tư này không cần phải lo lắng về tiền bạc. Bản mệnh biết thế mạnh của mình nằm ở đâu nên phát huy hết sức, không để cơ hội vượt qua. Có điều thủy thổ xung khắc dễ gây ra bất đồng trong mối quan hệ vợ chồng. Dù chung sống với nhau không ít thời gian, nhưng tuổi Tuất vẫn chưa thực sự học được cách hòa hợp với đối phương. Có lẽ hai người cần thêm thời gian để thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Hỷ Thần ở hướng Đông Bắc, nếu không vướng mắc chuyện gì thì hãy dành cho nhau một cuộc hẹn để hâm nóng tình cảm nhé. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, mâu thuẫn tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, tranh cãi liên miên. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tiền bạc không cần lo nghĩ. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, dễ gặp rạn nứt. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Hợi Tý tương hội, điều này cho thấy tuổi Hợi đang sống trong một ngày ngập tràn may mắn với tình yêu vượng sắc. Người ấy mang đến cho bản mệnh nguồn sinh khí mới, không thể tin vào những chuyện đang xảy ra. Thiên ấn cũng điềm báo thêm tin mừng về đường công danh, tinh thần phấn chấn, tuổi Hợi dễ dàng vượt qua những thử thách trước mắt. Thành công đạt được hôm nay là nhờ bước đệm thăng tiến cho ngày mai. Con giáp này không ngại khó ngại khổ, chỉ sợ rằng mình chọn lầm đường. Nhưng sau ngày hôm nay, bạn biết rằng mình đã đi đúng hướng, không có gì có thể khiến bạn từ bỏ con đường mình đã chọn. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, may mắn đến bên mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, khó khăn được giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, có lòng tin thì có thể làm được. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, đừng tự ti quá mức. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, có cơ hội thăng tiến. Con số may mắn 6, 8. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.